Xong anh chơi ông cứ cho ông chúng tôi nhầm ra bậc ca một to cái tầm đa ca này tệ thì sạm là ca sạp sự đầy thay ca đầm hoạt đằng rót tập bạc vini xong chơi người vị đầm nàng đầm đằng rót đi cầm pi Yes, thank you, Mr. President. Metabi, some awkward look protein. Given that the testimonies of the civil parties so far went faster than expected, I would like to inform the chamber about our civil parties and the situation if and when they can testify. Tomorrow morning, Mr. Siang Van Di could and would be able to testify. This is on the last schedule, number 18 and D25/13. Ms. Chinnavi feels at the moment dizzy and expects to go at least tomorrow or today to check her state and is perhaps expected to be able to testify on Thursday this week. But of course, dependent on her health state, which is at the moment not so well. She was this morning in the courtroom, but I spoke just during lunch with her, and as I said, she feels dizzy at the moment and could even not attend the session here in the afternoon. Regarding Ms. Im Sun Thi and Ms. Bung Sun Thari, both of them have not yet finalized the final statement, so that they prepared it to be able to do it on 24th of August, which they cannot get before. Mr. Jum Sirat is not in town before Monday, but could be flexible then on Monday or Tuesday, or he only would like to start his testimony in the morning. And so far from our civil parties and their availability, and I would like to add explanation for all of our clients that this is a very exciting moment for them to testify before this court. And of course, it is also very difficult for them to prepare a statement, and when they get back to all these memories, they are not able to work, as I would say, or to elaborate on the statement that they want to present in a manner that is that is feasible, let's say, with the flexible court schedule. That means they are overwhelmed within preparing their statements. They cannot continue if, as they want, they have times and which is also the consequence of their suffering and shows and demonstrates their suffering that they are not able, like a healthy person, to continue in a normal working schedule when they are going back to their memories of their beloved. That is the reason why
the first schedule or the last schedule, let's say, where the witness day, the civil party statements were expected to be next week, was that what the civil parties prepared on, and therefore this information I went back to them to try to get another solution, but this is what I can so far inform the chamber. I further would, this does not concern our clients or group 2, but inform the chamber that my colleague Hong Kim-soon the assistant Jessica Finel, who has to be present for group 4 during the video conference on scheduled for the 20th of August in the afternoon, and is there present in Paris and comes only after, or can start from Paris only after this conference, can also not be available during this week to this court schedule. So for that, or what means that due to these problems for lawyers or assistants of group 4 and other reasons, I do not or cannot predict if the civil parties from group 4 are able to testify this week without being represented by their lawyers, who of course also thought to should be present when their clients testify. So far, the information from our side, mainly from group 2 and as far as I know from group 4 for the chamber, to be considered, and of course, I think in the interest of the health situation of all civil parties who have to testify and to deal with them sensitively, I think the current health situation or current preparation status should be taken into consideration. I thank you for your attention, and of course I'm prepared for further questions if I could respond. Thank you, Mr. President. Yes, thank you for that lengthy explanation of the problems faced by the civil parties that are represented by civil party group 2. And of course, I am concerned by the difficulties that are faced. However, I'm not quite sure what it is you propose by way of a solution to the problems. Are you able, in a few words, to give us a solution to the various problems that you face, Ms. Studzinski? Mr. Studzinski,
As I said, I don't want to repeat tomorrow. Other items that must be brought before the chamber where the time in this week could be used. I have no other Thank you. So in summary, you are able to have D25/13 Sian Van Di tomorrow morning, and possibly Ms. Chin Navy, is that right, on Thursday morning. And it's proposed by you that we spend the rest of the time on unknown topics. Are there any other civil party lawyers who can bring forward civil party I don't know if I want to be made for him to arrive. If possible, we could be ready to make sure to be ready very quickly, but that's the best we can do. បាទអរគុណនៅការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហានានានៃលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួម
ថ្ងៃមិនសិមិញហើយនឹងព្រឹកមិញនេះគឺនាំឲ្យយើងមានមូលដ្ឋានសោមល្មមដែលអាចកត់នីឡើងវិញអំពីពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើអឺអីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះដែលនៅសេសសល់ហើយនៅក្នុងនោះទៀតគឺមានអ្នកដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះដែលនៅសេសសល់ ហេតុទាំងអស់នេះគឺនាំឲ្យកាលវិភាគដែលអង្គជំរះបានដាក់ចេញតាមសំណើសុំនិងបែបផែននៃការកត់នីរបស់ភាគីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះទាំងអស់នោះឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវទេឃើញថាការដែលយើងធ្វើសកម្មភាពនេះបានលឿនហួសពីអ្វីដែលមេធាវីទាំងអស់បានកត់នីពេលវេលាហើយបានគ្រោងទុកបញ្ជូនមកឲ្យអង្គជំរះហេតុផលនេះទីដែលអង្គជំរះ ធ្វើការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្ពន់លឿននៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីឲ្យដំណើរការសកម្មភាពហ្នឹងបានប្រកបដោយភាពឆាប់រហ័សម្យ៉ាងទៀតដោយសារហេតុផលនៃពេលវេលានេះកន្លងមកគឺការពីព្រឹកមិញព្រឹកម្សិលមិញគឺអង្គជំរះបានធ្វើការប្រកាសនៅស្ដីតម្រេចរបស់ខ្លួនមួយថាការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះពាក្យបណ្ដឹង សូមតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរំនីមួយចំនួនដែលនឹងមានការជំទាស់ពីមេធាវីការពារក្តីអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានពេលវេលាណាមួយច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការវិភាគដំណាក់ដំណើរការសកម្មភាពនោះទេការប៉ុនប៉ងរបស់អង្គជំរះគឺថាប្រសិនបើល្បឿននៃដំណើរការស្ដាប់ចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកតំណាងដើមរំនីដែលបានរៀបចំទុកនេះលឿនដែល ជាងកាលវេលាដែលបានកំណត់នោះអង្គជំរះនឹងមានផែនការថានឹងជម្រាបជូនដល់ភាគីនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកំណត់មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការវិភាគដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានការជំទាស់ពីមេធាវីការពារក្តីក្នុងបំណងមិនអោយមានឱកាសទំនេរ អត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលវេលាធ្វើការងារសម្រាប់គម្រោងផែនការសកម្មការទីហើយអង្គជំរះសង្ឃឹមជឿជាក់លើមេធាវីអ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះនឹងយល់អំពីបញ្ហានេះហើយនឹងសម្របសម្រួលជាមួយនឹងកូនក្តីរបស់ខ្លួនដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើតីថ្លែងការនេះអង្គជំរះសង្ឃឹមថានេះជាឱកាសនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់អ្នក ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះទាំងអស់នោះដើម្បីមកថ្លែងការអំពីទុកសោករបស់គាត់ដែលគាត់នៅក្នុងទ្រូងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងច្រើនឆ្នាំច្រើនទស្សវត្សមកហើយនោះអង្គជំរះនៅតែសង្ឃឹមថាមេធាវីអាចប្រឹងប្រែងហើយនឹងសម្របសម្រួលដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះទាំងអស់នោះដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពអាចមកថ្លែងការនៅចំពោះមុខអង្គជំរះ តាមកាលវិភាគដែលនឹងមានការប្រែប្រួលដោយហេតុផលដូចយើងបានបង្ហាញជូនដើម្បីមិញនេះបងជិះកិច្ចបន្តគឺអង្គជំរះទុកបញ្ហានេះមួយអន្លើហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់រសៀលនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកអង្គជំរះនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីការប្រែប្រួលនិងការចូលរួមពីមេធាវី អ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋនីសម្របសម្រួលដើមម្ដងរដ្ឋនីរបស់ខ្លួនដើម្បីមកធ្វើតីថ្លែងការនៅចំពោះមុខអង្គជំរះតាមកាលវិភាគដែលមានការប្រែប្រួលចុងក្រោយនេះបើជាកិច្ចបន្តគឺដល់កាលវិភាគដែលត្រូវស្ដាប់តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋនី So Soung មន្ត្រីតុលាការសូមអញ្ជើញដើមម្ដងរំនីសូសូងមកកាន់តុកដែលរៀបចំសម្រាប់ដើមម្ដងរំនីនៅចំពោះមុខអង្គជំរះ
đời mình đang đọc ní ta lúc xây chúm mùa sâu sống rưu có chúm mùa sâu xuống ta lúc xây miền chúm mùa ở vấy chà nhóm chúm mùa sâu sống lúc xây miền này dụ bọn màn hơi nhưng mà dụ hai sắp răm chân nam ai lúc xây miền xanh kiệt ở vầy đá chà nhóm xanh kiệt không ai lúc xây miền tì cờ lây cầm nát nơi tì cờ lây nát đấy cha nhóm nâu rồi cầm nát nâu phùm chạc rây tắc phùm chàng cha không chạc rây tinh sọc cà bột khai cà bột sọc thằng ai ní ta lúc xây miền tì lùm nơi nơi tì cờ lây nát cha nhằm sắp tháng ngày nên nhằm nâu ở hôm bí sẵn cạn môi khăn mật phiếp khổng bà xe nụ khai bà xe nụ lúc xảy bà có một cái bộ ở vầy đá cha nhằm một cái bộ nhằm cứ thơ cửu xa nhằm thơ chùm nóng nhằm nâu tia ở phục bậc cao bậc lục sợi chung mùa vấy hay sắp ngày nên còn nở rút rồi còn tự tùa mùa nạp hiệp hơi chà phục nhầm mà phục đánh bỏ nhầm sạp ở hai lục sợi miền bóng phô ôn bằng cao con màn nhé hay bóng phô ôn bằng cao bậc lục sợi những miền chung mùa vấy khá cho riêng rộp cha bong ôn nhóm men pi nè bong sấy nhóm hay nâng nhóm hay ở bong sấy nhóm nâng nhóm ở rồi nơi chỗ mũi kia dễ tăng pi nhóm ban này dùng bơm chân nam máu ở bụng mà đai bọc nhóm quạt bàn quạt lên là kia chân tao quạt ở có ao ở bụng nhóm có ao nhóm mà nơi chỗ mũi ở chỗ mũi ôm hay lô tra đo lô nơi chỗ mũi quạt lô tra đo tờ bong sấy nhóm hay nâng bọn khai nhóm ăn quạt bàn kia chụp đầy bộ phôn máu khởi nhóm tăng chân năm vì chân năm học sắp bằng phần nhưng chân khởi nhóm rô nâu cho mỗi quạt rô hốt chụp rô hốt lúc đó tờ chân năm chất sập miền tờ hiên lưng nâu nâng tờ hiên khám ai gà hôm nâng cho mỗi nâng quạt tờ hiên thằng pi nâng bánh như khởi nhóm lăng bên chân bọn khai nhóm quạt ao khởi nhóm tờ nâu cho mỗi mặt đáy nhóm nâu ở đây rùm đó bạn ấy hay bong sợi là bao sợi nó quật mua miền mua vầy đá bong sợi nhom nó mua em sun ông bánh mini lúc xây bàn này dây thà bóng xây bóng lúc xây nâng miền phát đầy ta phát đầy nó bỏ quạt bóng xây lúc xây nâng chung mùa ở vầy chà phát đầy bóng xây nhóm chung mùa mê xuân ông kia xong bắc cổ các từ mới từ vì nét đầm nắng đào mà đầm bay đầm bay lần thứ sẽ cái đây thay ca sông khai ông pi ắt tạ thành nhàn đào mà đang đập ở bên ní ông pi hai ông pi tầm nét tầm nông này cả tăng luôn như đào mà đang đập ní từ nâng bọt được cất để bàn chọn và căn chấm po chấm chéo ông pi
ស្ថានភាពភាសនកម្មនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងភស្តុតាងនានានេះដែលមានក្នុងការគាំទ្រនៃការបណ្ដឹងទាមទារសំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះសូមអញ្ជើញ Je vous remercie, Monsieur le Président. May to be true. En effet, nous sommes dans le cadre d'un dossier particulier. C'est le dossier E-234 concernant Mme So Soung, qui s'est constituée en qualité de partie civile du fait du décès et de la disparition de son beau-frère. Soit du mari de sa sœur aînée, à Tioulong. Elle s'est constituée partie civile dans ce dossier, étant donné l'incapacité de sa sœur à pouvoir faire face à cette démarche. Incapacité de fait de sa maladie. Et Mme So Soung est tout à fait légitime à se constituer partie civile. À partir du moment où elle va vous l'expliquer dans sa déposition, à partir du moment où elle a vécu depuis l'âge de 7 ans avec sa sœur, elle a été protégée et élevée par sa sœur, et elle a toujours continué à vivre avec sa sœur lorsque cette dernière s'est mariée. Et ainsi, dans ces conditions, elle considérait sa sœur comme sa mère et le mari de sa sœur comme son père. Elle a revécu avec sa sœur, elle va vous l'expliquer ultérieurement, après les événements de 1979, et elle a toujours sa sœur. Les documents que nous avons dans le cadre, je dis tout simplement, me semble que la constitution de Mme So Soung dans ce dossier est tout à fait recevable au regard des dispositions de la directive de pratique 2007-2 sur la participation des victimes qui prévoit à l'article 3 de la constitution partie civile, à l'article 3 de petit C, que le préjudice psychologique est susceptible d'inclure la perte de proches qui ont été victimes de ces crimes. En l'occurrence, Mme So Soung a perdu son beau-frère à l'âge de 21. Nous avons retrouvé, plutôt elle a retrouvé, la photo de Mensen à S21, photocopie qui a été, photographie qui a été versée au dossier. Au numéro RM00282125. Dernièrement, nous avons communiqué, nous avons déposé tout récemment de nouveaux documents qui ne semblent pas avoir encore été notifiés aux parties, mais nous avons pris nous avons décidé de communiquer d'ores et déjà ces documents non officiellement à la Défense afin que le respect du contradictoire soit respecté et nous avons remis ces documents aussi photo S21 qui lui a été remise, qui a pu tamponner du tampon de la commune et qu'il nous a donc remis. Ce dossier me permet de vous parler d'une difficulté, Monsieur le Président, qui me paraît importante. Le cas des personnes les plus démunies qui se trouvent sans possibilité de fournir des actes d'état civil parce qu'il n'existe pas
qui n'existe plus, de Madame So Soung, de sa famille, de la 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 famille,
ដែលបានចាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដោយសារតែលោកប្រធានមិនទាន់បានជូនសេចក្តីជូនមិនបានទាន់ទទួលនៅសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកសារនៅឡើយទេយើងខ្ញុំសូមដាក់ឯកសារនេះនៅពេលនេះតែម្ដងនៅចំពោះមុខអេក្រង់បញ្ចាំងដើម្បីឲ្យអង្គសាធារណការបានជ្រាបទៅលើបញ្ហានេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើការដាក់បញ្ចាំងនៅឯកសារថ្មីនិងលិខិតបញ្ជាក់ទាំងអស់នេះជូនអង្គសាធារណការនិងភាគីជ្រាប ស្លាកាយកឯកសារពីមេធាវីហើយដាក់បញ្ចាំងនៅស្លាយនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ដើម្បីជូនភាគីជាពិសេសគឺមេធាវីការពារក្តីដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើការកត់ទំព័ររឺក៏ចំទាស់នៅលើឯកសារដែលស្នើសុំដាក់ដោយមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះ មេធាវីការពារក្តីសូមធ្វើការពិនិត្យនៅឯកសារនេះដែលជាឯកសារថ្មីដែលមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីសូសូងបានស្នើសុំដាក់ហើយលោកមន្ត្រីតុលាការអាចទៅយកឯកសារមួយដែលជាឯកសាររឹងយកជូនទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីពិនិត្យពីព្រោះការពិនិត្យនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ហាក់ដូចជាមានការលំបាក Oui, ce sont les documents que j'ai remis hier matin Je vous remercie, Monsieur le Président.
Effectivement, ce document nous avait été remis il y a pour le respect du contrat de filiation. Ma consoeur, effectivement, vous a tout à l'heure indiqué qu'il n'y a dans son dossier pas d'acte de naissance, pas d'acte de mariage. En revanche, la partie civile produit une, je crois que le terme est lettre de confirmation établie par le maire de la commune qui ferait état de fait remontant maintenant à plus de 30 ans. Je dirais que la défense n'a pas d'observation particulière à formuler et elle s'en remet à la chambre sur le caractère probant d'une telle attestation. Je dirais que la défense n'a pas d'observation Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer qu'en matière d'état civil, je ne connais pas quelle est exactement la législation cambodgienne, mais je sais qu'en droit français, un maire est considéré comme étant un officier d'état civil. Et donc, il peut être à même, en tous les cas, il est en charge de la tenue des actes d'état civil et il est à même de délivrer des copies d'état civil. Alors, est-ce que la défense peut nous dire si elle a procédé à des vérifications ou si elle est à même d'indiquer qu'elle est le rôle et le pouvoir du maire en cette matière? Est-ce qu'il est, comme en droit français, officier d'état civil ou non? Ou est-ce qu'il s'agit d'une simple attestation d'un, je dirais, d'un témoin privilégié? Nous ne l'avons pas vu, nous, comme une simple attestation d'un témoin privilégié. Pour nous, il s'agit d'un acte qui fait foi parce que, justement, il est officier de l'état civil. C'est pour cela que nous avons demandé cette attestation au maire de la commune. Et celui-ci, c'est lui qui a pris la décision de joindre à son attestation la signature, l'empreinte de trois témoins complémentaires venant confirmer ce qu'il a indiqué. ເຈີນເມດວີດຳນາງດາມດາດໍາດີក្រុមបីເມດວີດຳນາງດາມດີក្រុមបីក្រោកខើតើមានបំណងនិយាយបញ្ហាអ្វីបើមានបំណងនិយាយអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយនេះពេលនេះដើម្បីអង្គជំរះមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបន្តទៀត Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je pense que c'est un effet extrêmement important, puisque au moment où nous sommes de ce procès, étant donné les difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle,
pour avoir les actes détatifs de certains de nos partis civils ou des victimes de S21, il est extrêmement important que l'on puisse, qu'une décision soit prise s'il est possible donc de recourir aux attestations des maires des communes qui en effet sont les personnes qui peuvent donner cette caution et qui sont habilitées à donner cette caution, que ce soit d'ailleurs en droit français, et c'est la même chose en droit cambodgien, l'éco-avocat cambodgien ici m'assure de cette possibilité. Et c'est dans ces conditions que je pense que c'est important que la Chambre, à l'occasion de ce dossier, puisse nous indiquer si nous pouvons continuer à aller dans ce sens et, en fin de compte, permettre par là même la régularisation des dossiers sur lesquels nous n'avons plus encore apporté ces preuves de lien de filiation ou de parenté, tout simplement parce que nous n'avons plus les actes d'état civil. Et je pense qu'il est extrêmement important dans ce dossier que les personnes qui ne peuvent pas avoir ces actes, donc en général ce sont les personnes les plus démunies dans la société cambodgienne, il faut que ces personnes-là puissent avoir accès à la justice et puissent avoir accès, elles aussi, à votre tribunal. Et c'est pour cela que nous voulions que Mme So Soung soit entendue aujourd'hui. Merci, M. le Président. Je vous remercie de vous remercier 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 de vous remercier. សូមអញ្ជើញនៅការសវត្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គសាសនាការទាំងមូលចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋធម្មវិនីរូបនេះយើងខ្ញុំជាមេធាវីការពារយើងខ្ញុំមានការពិបាកពីព្រោះក្នុងឯកសារតែមួយគាត់ឆ្លើយខុសគ្នាទាំងបីដងថា លោកមាសសុននឹងជាសមាជិកស្រុកបកានយកមកចាប់ដាក់គុកឯកសារអឺអ៊ិននេះអឺ2/24និងឯកសារអឺអ៊ិនសូនសូន24 41 6មួយហើយក្នុងឯកសារដដែលនេះទៀតគាត់ថាមាសសុនជាសមាជិកស្រុកពួកបាក់គេចាប់យកមកដាក់ស21ខាងលើនោះគេថាស្រុក សមាជិកស្រុកបកាននេះយកមកចាប់ចូលស21ហើយស្រុកបកានគឺនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បើស្រុកពួកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះឃើញថាអត់ពិបាកណាពិបាកទទួលស្គាល់ហើយនៅក្នុងអង្គសវនាការនេះគាត់បានឆ្លើយថាមាសសុននឹងនៅឯភូមិត្រពាំងច្រាបឃុំថ្មីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដូច្នេះឃើញថា វាមានខុសគ្នាហោហែអញ្ចឹងទៅជាហេតុនាំឲ្យមេធាវីការពារក្តីមិនអាចនឹងទទួលយកបានដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណតែប៉ុណ្្នឹងនេះឥឡូវនេះយើងដូចជាមិនទាន់បានស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនោះផងហើយយើងបានធ្វើសន្និដ្ឋានមុនពេលស្ដាប់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់វាគួរតែត្រូវបានស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ជាមុនហើយការបង្ហាញហេតុទាំងឡាយរបស់ភាគីនោះជាការជជែកដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គជំនះអង្គជំនះនឹងយកមូលដ្ឋាននៃការបង្ហាញរបស់ភាគីដើម្បីយកទៅធ្វើការពិចារណាចំណែកឯភាគីក្រោយពីបានធ្វើសម្ណការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងស្ដាប់ចម្លើយដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះ នោះនឹងធ្វើការដែលសន្និដ្ឋានសរុបនៅពេលដែលធ្វើដែលសន្និដ្ឋានបញ្ចប់នោះនឹងមានព័ត៌មានសពគ្រប់ឥឡូវនេះអង្គជំរះសម្រេចស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះលោកស្រីសូសូងតើលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់ ប្រាប់ដល់អង្គសម្ណការអំពីហេតុអំពីទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅចំពោះជនចាប់ចោតកាំងកៀវហើយដូចដែលនាំឲ្យលោកស្រីសម្រេច
tăng khluôn chia đau mà đăng rộp với ní thật đăng tiêm tiê xâm nòng bì chân chọc chào tụm ní nâng ông bì sẽ thân đập hiệp sẽ thân cắm đài miền chẳng phù lộp rây chia át ca khôi khát nại khang riêng cài xóm bà rẹ rư phơi chật nâng phó bì bạ đài phát tol bì bắt đọc rật chia sẽ thân cắm phát tol khluôn nâng đài bàn cắt bất bạc cắt là hốt đọc bê lạc bàn đây bắt đầu kết đại bàn cho bà căn chấm phu chết đẹp cháu đôi dường bàn pháp lục sợi kháng lứ đại bàn pháp bò đó lục sợi nơi khăn ông lòng phêl nơi cao bằng cao nâng phát bạc ca nơi bần tì xong là sọc xo mà phê mũi chắp bị thang ngay tì đọc bằng bờ khai mê xa chân năm một bọn mà chất prám đó hốt đọc ngay tì bằng mũi khai mẹ gà ra chân năm một bọn bằng mùa nơi chất bằng mùn bàn tì bà sân chị ai thay lãnh các bạn xô bình chương. Chà, cao bì chân năm chất sắp răm nâng khá nhóm quát có nâu ở khung chợ cây tinh hay nên khá nhóm nâu ở xa em bà hay to chất sắp bổ mũi khá nhóm bàn nói tôi lên tía tù thật tháng năm nấu tiếc chẳng nhom có ban tàu nấu mùi quạt đá quạt nó không cho cây tinh đá quạt thơ rồi thiên không cho cây tinh hay một đó rồi chẳng đã năm chết sập quạt có cái ở cỏ plato phun phía đó tàu khang khai sim rib tàu nấu sọc bụi hay nhom có bay khi nhà hô chẳng tàu đó tháng năm chết sập làm buồn ban ở tàu lọc mau pi vinh mau vinh nhung tập lập mà bị nó mới chặt sập bốn nó chân bàn bòn sấy nhom quạt hẹp tha đây quạt thở kia sầm lập hơi hay lưu số pet nhẹ nâu cái lạnh tập mốc lập tha bỏ vào đây quạt nó sập nó chụp cổ một nó sập nó chụp cục nâu sim riệp nó đập ngay hay chụp cục nó mặt bòn đập ngay hay chụp mà chụp cục nâu tua sải nó đập ngay tới sập ấy hay tay quạt cái nâu ta mình số ba tiết to đã chín năm bảy sấp bạn quạt năng bạn áp bạn pu pu ní mũi quạt có quạt sập bắt đây pu ní năng quạt màu mơ rụt thọt màu mơ crom cru sa bỏ quạt năng có khơi rụt thọt màu xuân năng khơi nhớ quạt phèp tha nó mình khơi nhớ rụt thọt xuân nó cục tua slide nó mẹ tao mơ tao đại chăng hay là bụng đại năng quạt ha mày tao tê ta tao năng bố chuột năng ắt nản chăm côn đi ấy nhom vậy tao tăng bị chết bầm bốn máu rồi tao lọ máu bên mặt tiệt máu nhom có rô nâu mũi kia pin nã mong bị bệnh nặng bằng phổi nặng pin nặng bằng phổi nặng corosi chấm môi chèn chấm tăng ở bụng đai nặng tăng ở khnien nặng tàu corosi ở hốt ta to đại chân năm bay phẩm pel nặng chân năm đại chân năm bay phẩm pel nhóm có ban ca miền bắc đây tăng tàu nhóm có tân ở bụng sao tàu hay nhóm con nào có bông sao nó nhóm có ban rồi xin ban tình tôi chẳng mong nhóm bắt đầu mà chun bong nhóm làm bay nhóm con quạt đây nhóm con quạt là hốt rồi rồi ngay nó con nào tình nhóm chui quạt đang chui là hốt thì nhóm có cây cỏ quạt có cây cỏ hay vậy tao con ở con mong xuân đang tăng bị chết bẩm bốn mau mà tôi nè lâu nay quạt tháp phiệp cây cỏ bỏ quạt khăn pe quạt ăn men ban riêng ăn sốt con ăn men ban riêng ăn sốt té mà nà mà bọn sẽ nhóm có thà riêng có công được sạp mình riêng có công được sạp đây chẳng ọt mạch ở riêng riêng nó chế chả nó nôn được sạp để ở bục đàn chẳng quạt có ọt ai con riêng quạt có ọt ọt ai riêng hốt đâu hay khăn ông ca đạp biểu mình đang nâng tiết ọt chẳng ai khi đạp biểu mình đang tê phổ ấy có thà đạp biểu mình đang tâu quạt khai sạp tiết hay khi nhóm tăng chất thật nhóm mới sạp có nhóm có sạp cho ai tập bàn khi nhóm chơi rồi dự thì thoa chung quạt nhưng thà nhưng mà khát chứ nhưng sốc chất sập có sập chứ mà sập nhưng mũi tiết có sập chứ nãy nha à lúc rồi mình tự vì đồng nàng ấy đang đang đọc mình cầm bấy ta miền về từ xua bình chẹt mình thay đó đang đang đọc đồng đi rum đi tí đang bày nghe còn theo đó sống tăng khuôn chế đào mà đào động này để bắt cọt được không được đây nè sống chơi chế đào môn khiêm sống ao con đào lộc bát thiên đường ao chùm nôm chùm rẽ để bàn đào lộc ca ao niêm khiêm xua sầm nùa tại đó đào mật đang gặp bảo vệ này đại chỉ con đây được bao niêm khiêm chùm niệm xua nè mình số sóng
Khmer miền sầm nô mà chấm nô đầm bay sụp bánh chè bánh thai tới nâng ở vây đây nè mình ban thay nhập bánh mình tới đó ông sai bên nhà cả kẹt tôn chủ môi nâng chỉ vật được bọn nè mình cá slap được bọn ở bọn thay được bọn nè mình nơi mình tì sao một hơi mùi cá cắt sầm co được bọn nên khi ông chè đầm bông nên khi ông sừng kẹt hơi thà nơi khi ông sầm nôm rướng hạt đâu chỉ miền chấm mua pi từ lơ bọn thay ở được bọn nè mình ta bọn thay được bọn nè mình còn miền chấm mua miền son nâng tại mũi rước quạt miền chấm mua vây xem pin nâng tiền đại quạt prà đôi khi đài จ้าឈ្មោះปีนั้นมาปีเอ่ยខ្ញុំលឺធ្លាយប្រភពថាមានរុថតនៅគុកទួលស្លែងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលលឺសូខាងអង្គការអាចហុកថាមានអ្នកណាមានបងប្អូនស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងឲ្យសម័យដាក់ពាក្យរោដែលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យឲ្យតែឈ្មោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ពីមុនមកក៏ពីខ្ញុំរស់នៅមួយគាត់ដាក់មាសសុនតែឃើញខ្លាចក៏ដល់ពេលមកដល់គុកទួលស្លែងខ្លាចក៏ដោ ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោដាក់តែងសុនព្រោះអីឪពុកគាត់ឈ្មោះតែងសុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោដាក់ឈ្មោះតែងសុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោដាក់ឈ្មោះតែងសុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដោដាក់ឈ្មោះពីរមកចាសូមអរគុណអ្នកមីងដែលបានផ្ដល់ចម្លើយនេះដល់ អង្គសាវនាការអឺអំបញ្ញមិញនៅពេលដែលលោកប្រធានចាប់ដើមសួរសំណួរដល់អ្នកមីងអ្នកមីងហាក់ដូចជាបានរៀបរាប់បន្តិចអំពីជីវិតរបស់អ្នកមីងនៅតាំងពីមីងអាយុបានប្រហែល7ឆ្នាំហើយមីងរស់នៅជាប់ជាមួយនឹងបងស្រីអ្នកមីងក្រុមគ្រួសារនឹងតើអ្នកមីងអាចរៀបរាប់បញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតបានទេតកតងជាមួយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមីងជាមួយនឹងបងស្រីរបស់អ្នកមីងដែលមានឈ្មោះអែមសូនោះហើយក្រោយមកទៀតហេតុអ្វីបានជាអ្
ចាខ្ញុំអើយរស់នៅក្នុងជាមួយគាត់តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកឪពុកខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមកនៅជាមួយអ៊ំអ៊ំនឹងពីអ្នកបងស្រីខ្ញុំនឹងអត់នៅរហូតតតែគាត់មានប្តីនឹងគាត់យកបងសុនខ្ញុំនឹងធ្វើបានបងសុនខ្ញុំបានបងសុននឹងធ្វើជាប្តីរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រស់នៅជាមួយគាត់ខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់គាត់គាត់ក៏មានយាយថាចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ស្លូតបូតចេះរាប់ចេះយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគ
quạt nẹt cột cồn bằng o chăng quạt chặt tóc chị ở bốc bao khi nhom bao sấy khi nhom chặt tóc chị mình đai bao khi nhom đai chăng khi nhom sờ lại bao khi nhom đôi chị bao khi nhom cao chăng mình chặt tóc thả bao thay nâng chị bao thay nâng nhom chặt tóc thả bao thay nâng chặt tóc chị bao bao khi nhom mình chặt tóc chị sạch đất tây xong bay từ cồn cồn xa bao bao quạt bao bao quạt coi nhom chặt tóc thả bao bao nhom cao đai bao khi nhom miên miên ở bụng ao miên miên ở bao bao nà chở chăng khi nhom có chặt tóc bằng ôn quạt có đôi chiếc bằng ôn nhom này rồi ngay còn chẳng này nhưng bằng ôn quạt nâu rồi có đôi chiếc bằng ôn nhom chẳng này nẹt na để nâu rồi hay hốt mà đo đo tập bài chẳng tin mà đo chất bằng bốn tiết nam này nhom này nhom ăn ăn thật nhom nắng ơi đặc biệt mình nắng nắng mau vì thật nhom nắng chất bằng bốn mau nhom nuông khnề pin nẹt bằng nhom nắng không rồi si chỉnh chấm khumui khumui tăng vì chất bằng bốn mau rồi si không rồi ơi rồi tăng vì chỉ đua chỉ đầm lông chị cô chơi cô là hong là bay nhìn chăm khumui 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 này nấu tôi tăng chỉ vật luôn tăng khumui khumui thằng ông hay chăng hai rồi hôn mà đo sắp thay này mà rồi hôn mà đo ta nhom vậy bao nhom đo ta nấu thơ ca sẽ bật tiết nhom không thơ ca nằm bay nhom do lôi do cả mọi nhìn chăm khumui khumui nhom tiết ở bàn rồi riêng miên chỉ vật tại nhom chay khumui khumui nhom mà nấu chay mà chỉ vật thằng thay chay rồi khumui khumui nhom bàn chè so phổ ấy bọn nhom có quan mình ao riêng chẳng hay khi nhom có khi nhom mặt toàn ha khi nhom nâng ba ở mình hiện bậc hầm bọn nhom phổ ấy dùng sạch tạc rò rò đi khi nhom mình đăng tiền rò nà ao tự riêng nâng tự giảng tự tự lá riêng có chăng ai có chăng ai chẳng khi nhom có ở ban kịch đào thà ao tự riêng nâng bị ban tầm rẻ ấy tầm to tầm một tí có ở ban đăng chẳng khui khi nhom tầng ơ tự 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 ở che so tầng ơ chẳng khi nhom nâng nơi chật tai khui khui nhom mà chỉ vượt khi nhom
khơi khmui khmui nhung ca na nhung chong ta sai nhung ta sa ta bắt ở bốc hai khmui khmui nhung có ắt chết là ngon tặng ó hai con ông chiu phiệp ro nâu ro ngay cần chân tiệt sắt ta cro cro tặng ó khnhi tặng đập bê thằng long bong nhung tiệt sắt ta nẹp slap đây được khnhi slap đây nơi sau ta mai mai được khnhi tiệt ai ro ngay nấy bong khnhung quạt men thật to mui là chết khmui khmui khnhung này nhóm đào nở đào lưỡi đào nhóm rồi bàn tịch tuổi mọc đào lưỡi đào cả ao bong nhóm rồi hốt rồi sừng rồi nhị tha rồi khai đôi chiếc nhóm mau sờ lá cái đây nâng chân tới bàn lưỡi bàn cả anh tịch tuổi nhóm đào tỏi quạt sau bà mán ao quạt chai bởi nhóm đôi chiếc chỉnh chui chỉnh trong quạt trong bàn tay nhóm cro đây nhóm ăn ăn chui bàn quạt bàn thu thiệt thì buộc nhóm cro đây cha hay nhóm vậy tôi khi nhung ron anh vậy tôi tăng khi mui cả đôi tăng khi nhung cả đôi mẹ ban bon sấy khi nhung có ban khơi rút thoát nâng hai bon ban khơi rút thoát bon lại nhung nâng hai khi nhung vừa tao khơi nhung bon sấy nhung quất đăng tập bị sai dùng comment vậy nè đăng tập sai dùng rồi vậy ấy còn vậy mình cả đây hành cao bị nhung đã bịa tiệt khi nhung đã bịa nâng quất có chữ tiệt rồi đã mình cả đã có chữ nó chữ rồi hậu đặt ở chiêng một trăm năm rú rú đặt ở phật bờ mình khi nhom than đang đạo ở bóng sang nhom đai tai đập bể cọt chữ hô bể chân tao khi nhom có tầm nàng ở cọt hô tao hô màu ấy khi nhom vậy ta nhom vậy ta khi nhom vậy tao ro nâu ro ngay nè vậy đôi tha tăng khmui tăng khmui tăng bóng sấy khi nhom mang có mền mền tha chặt tục than chăn sấy nó cứ đôi chân chăn cho mũi nhen chân khmui khmui nhom ăn cá mà mền đây mền phun hai chân mền tại nơi tha dương nơi ca sạch chiêm còn nơi ta rộp rộp khả hốt tặng bóng nhóm cần chân lực khả nha ở miền tân nạch ngài vì khả nha thì chà, ô con chả nẹ mình ở đại bàn đo bò mình tặng ổn nị đo ở ông xa mạng ca chân nên khiêm xung tờ lập tờ bình tích nơi khả nông rồi dạp bê đai nẹ mình rút nơi cho mùi nâng bóng sợi hay nâng bóng thay rộp bò nẹ mình à vậy đai nẹ mình riêng rộp màu nâng phở ai lịch rút hiệp mùi nơi khả nông khô kỳ ba rộp bò nhóm hai rút hiệp nâng bằng hai nhóm phi tùm nẹ tùm nông đó chất sạch mùi rồi viên nẹ mình cho mùi nâng bóng sợi rộp bò nẹ mình hai nâng bóng thay rộp bò nẹ mình cứ rồi viên nẹ mình cho mùi nâng cua xa rộp bò quát chẳng mô tay mặt đòn nẹ mình ban ban riêng rộp rạp xa mạng ca tha nẹ mình ở bông bạc này có bần tay nơi đây nẹ mình ở dụng mang bông bạc chân nắm ở bông đai bông nẹ mình ban lên lạc nì hai ban bình chun nẹ mình nâng bông xây nẹ mình từ đâu nơi chùm mùi ổng về nâng nẹ mình hạ đôi chì mình ban từ tuôn nơi ả rong cọ đai ổng bị ở bục rồi bông nẹ mình nhỉ vì bố cọ ban bông bình tuôn nơi ti mùi tha chính châm nẹ mình ra mơ tiết nơi đây nẹ mình rút nơi chùm mùi nâng bông hai nơi đây quạt hiệp cá quạt miền xa mây tơ nẹ mình rút nơi chùm mùi quạt hai xa mây được bỏ quạt nâng ban bật phật chùm phu nẹ mình cột công thai đã xa ca pi nẹ mình chân hạ đôi chỉ quạt nâng ban non một nơi hiệp quạt đau chịu phục lẹ cả nạ không lẹ cả nạ chịu phục đo nẹ mình ta nẹ mình bật chùm miền ả rộng bài nâng tê nẹ mình ạ tất cả sàn này than bao nhầm nâng cứ trầm trời tê ả rộng này nẹ mình miền chùm phu quạt á cha ôn cha ôn mà nhom vậy tôi tha nhom bon khai nhom có đôi chiếc bon nhom bạc đây hay bon và ôn quạt có đôi chiếc bon và ôn nhom chân này nhom nhom sờ lạnh quạt hạ đôi chiếc phục nhom chân đôi chiếc bon pro nhom bạc chân vẫn tha chân quạt vậy tôi tha tăng bị chiêu phiệp tăng bị khao áo tăng bị sờ hơi riêng này tại mà chọc vậy tôi quạt đã cướp cướp đằng o mình men tha quạt nông nhom chiếc bon khai quạt hạ quạt mình cất cú ở tê quạt cứ cất cú rồi hốt lúc đó ta ta chân năm chất sập năng bẹ cả đá chân năm chất sập năng bà bê và bà bê chân ta bà bê thì ở bộ là rốt cho rốt lăng nó nói em là khai thật đây nó bụng tôi khi nhanh năng đây ở rộng đó hay năng đây ở diễn nít to tôi khi nhanh chân chân miên là khang khang không ai có hôm nhưng tao hay khang ở luôn nấu xe nhưng tao đang chân bà cho rốt lăng chân khai còn khai cái này nhờ thì hình luôn nó lắng chập nhóm ban chân còn ban cho con bà chú nhóm tao nấu mỗi mai nhưng mà còn hai nhóm tháng nhóm trở lại quạt đôi chị ở phục bọc nhóm rồi còn đôi chị bong bọc nhóm bọc cao chân mình mến khá chặt tục quạt chia mà ở bong thay đi cha xong ở cô nhà mình mấy nhà mình tha nơi năm chặt sấp quạt ban bình chu nhà mình tranh bị teo được bọc quạt để quạt khai thể hiện luôn nói chặt nhà mình nhà mình ai bình chạy ban tết tha nơi sớm mai nụ bảo sân chia nhà mình tới thể hiện luôn nói chặt bàn ta kê nắng thua với chấm bùa nhà mình ban chỉ quạt khai bài nắng hay quạt ca pia nhà mình bài nắng
cha ông cao bị năm chết sập năng men khơi cầm rú sập hai tay nè ông nó sập ở hai đây cha coi cho nó nâng khang mặt khang đây đồng đo mặt khang đây khang luôn non chấn là bơ chấn thì hên luôn non còn làm tàu chấn chụp bờ tia năng không bên xây cả đói cứ co cầm mông nữa cầm mông cả đói có chập rụm lốp đang chấn hai men ca chập rụm lốp nó men to tao sập luôn đầu tiên chẳng ai ban là bong nhom cọt phay cọt cọt phay khá chập ba khi nhom ban chấn đó phổ ấy nhom vợ nâu từ khán chương chức năng chương có khai khai lô bơ na đại viên lang bà thể hiện lang tàu chương chương có lục khai nhau mặt đắng cái chập nhau bàn chương lại thể hiện trang nhau bàn nhau quạt quạt và chun nhau ai tận đầu nội tâm lại nhau ở bạn nặng đau rót cho rót lang bờ tận đầu mà mai tấu mà nặng quạt đời nội đây rụng đau bệnh hơn mọi chương mình à chương thể hiện ở luôn nói tao toan tao ba này cha ô con nhẹ mình bắt đầu pi nhẹ mình ban chạy trên pi cua sa được bao quạt nơi chân nằm chật sập cái mà ta chỉ vật bọn này mình luôn nơi dòng mấy tiết này mình ảnh hiệp đọc bàn tế tăng phí bê để bái cái nâng mau rồi hôn một đó ngay đúng đó cũng bơ mẹ ra cho nằm một con cùng buồn đồ chất sắp làm buồn ta nâng nông cùng đóng phê nâng nẹ mình nơi ta để xa tùm nẹ tùm nông chứ mùi nâng cửa xa to quạt to ta tiết rưu co đạch tùm nẹ tùm nông cái này hai rưu co dòng mấy xông nẹ mình chui hiệp đọc mình chạy tịch chà cha khnhom quan khnhom tần nâu nhung mai năm chết sập nâng hai quan khnhom ăn men chao quan đây tàu tàu mau tàu chửi quan nâng nơi nốt đây đây nốt bật men tham mẹ ở bẹp quan mũi nâng không ở thì hiện lên nó đây tại quan nó bẹp quan nâng đây bẹp ở đây ở đây pru một tô tại khnhom nơi tàu mau mũi quan nâng rồi vậy tôi nơi rồi hốt đó tàu bon khnhom ao rồi khnhom nơi nâu ở không bơ không bơ 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 ai nâu mà tí không bơ bơ đó chẳng nâu là hốt nhưng tốt đó là năm nó khai khai đập khai đập môi bẹc đá khai đập môi nâng năm ở chất sập bốn nâng bàn khai nhóm ở bàn ông ca bọc ai khai nhóm tình nữ xe rèm bẩn phơ phùm cọt xuyến không xoay tớn sọc phong trai ai khai nhóm tình nữ nâng nâng mạnh còn đại dạy dạy mạnh tích tại đại chân năm chất sập bẩn môi chất sắp mỗi nhóm còn nói xem bảo đây ta đọc bên chân nhóm comment chung ngữ cao mà rình chân cực nhóm xong ông ca ở màu phạc tháng năm nói chắc nhóm có ba nói chung mỗi quận rồi dạ ca chiếm bị khai tiết lúc đó cho năm chất sắp rộng bờ năng bàn ông ca phát quát tờ nấu xìm riêng tờ nấu sốc bụi khai xìm riêng năng tàu có đại dạy dạy rồi hôn đọc tập bờ cho năm chất sắp mỗi năng bàn bàn chụp quạt chụp một bộ quạt mà đón tiết tha một bộ quạt hợp ở đây quạt sắp bát hai năng nhưng cất dương cất mân cất ấy thì cất tận nón không nên dùng rồi hốt ăn miếng đường cất ấy đi hành chân còn nón không nên khom răng rồi xí chỉnh chấm không mùi rồi hốt tàu hốt to tại khi nhóm măng miếng vào đây năm ba sáu bốn bảy đang khi nhóm tận ở cái bông sau tập làm nón cha ở con này mình mấy nhà mình ba mình bớt xa tha nơi về đây nhà mình mà chụp trong cua xa bông sợi được bọn nhà mình với nhau nhà mình gặp chia diêm rồi xí chỉnh chấm mùi chỉnh chấm cua xa từng mùi chỉnh mùi nồng bong dày nên mình ăn chấm riêng chun ong sao ná cá bán tê thà nó bên nút ta nè mình rosi ở vậy bọc được bò với đầm bay chỉnh chấm mình nút chế trao được nồng cua xa bột thành mùi đại chỉ trời chỉ cồn được bò bong dày nè ở nhà mình tiện luôn nhưng xong xua xong rồi nè mình đón tiền ta bên nâng nó bây đây nè mình rosi trên châm cua sa từ mối nâng ta nè mình bọc được bọ ấy đái ai chuẩn bị chun ong sao nà cả ban tế nè mình cha khi nhóm ơi một đồ bọ bao nhóm cá bị mau bị prey mau ăn men một đồ bọ ấy tên nom khi nè tự chi tìm lông chi cất đuôi chi men cô là hong ấy chi cô là hong men cô chơi ai chuẩn nói nâng cứ vậy tha à đa chi cô chơi cô là hong nắng đại đa chấm ca chấm non luôn nó chấm non rồi không ai có hôm này biết đắm á hành chân tàu bật tia tàu lộ một ban chân non khi nào thì chỉ cho cô chơi cô là hong nắng máu ham chỉnh chấm bò bò đầm bay chỉnh chấm mùi hãy đau lại năm ba sấp miên rồi kháng thở sai bờ lỡ cái bậc ca thang nè na trong thở sai bờ lỡ ở đạp chung mua hỏi đạp dây bọt đầu bớt đầm bay rồi chỗ thở sai bờ lỡ ai chân khi nhom còn non khi nào nhom máu chỉ đắm nó có lấy rồi khung để ấy nhá để tha cây mọc cây bậc cao phép tha ở miền trong thơ sèm bớt ở đạo vật rồi bớt thơ sèm bớt nhưng còn nó đã pin nặng bằng ôn nó mà thơ sèm bớt nó tăng pin nặng mà nằm bay
ខ្ញុំមិនបានចាត់ទុកថាយកលុយយកកាក់ឲ្យដល់ខ្ញុំមិនបងគេអត់តន់ចែកលុយឯងគេអត់ហ្នឹងឯងគេអត់តន់បើកលុយឯងបើកជាអង្គរនឹងបីយកទៅចិញ្ចឹមក្មួយក្មួយនឹងឪពុកម្ដាយពុកម្ដាយគាត់នៅផ្សេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំពីរនាក់បងប្អូនខ្ញុំនឹងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមក្មួយផងក្មួយៗផងជួយឪពុកម្ដាយផង មេធាវីក៏ពីក្តីគឺនៅសល់ពីរមនុស្សទៀតទេហើយមេធាវីក៏បីរកសំណួរឯណាដែលចំដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់សម្ដែងការពិតនៅក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងនៃសិទ្ធិនៅក្នុងការតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវេលានិងទំនាក់ទំនងទៅនឹងទីយិតដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអង្គហេតុដែលបានចាប់ប្រកាន់ចំពោះជនចាប់ចោត តែតាមទំនួលឃ្លាតឆ្ងាយអំពីអង្គហេតុពេកហើយពេលវេលានេះអស់ហើយនៅសល់តែ2មិនិតទៀតទេអរគុណច្រើនលោកប្រធានខ្ញុំចង់នឹងប្រើ2នាទីនេះសួរសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំអ្នកមីងខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយថាបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់ទៅលើបន្ទាប់ពីបងថ្លៃរបស់អ្នកមីងស្លាប់ហើយរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតើស្ថានភាពគ្រួសារបងស្រីអ្នកមីងស្ថានភាពរបស់អ្នកមីងយ៉ាងម៉េចដែរតើការឈឺចាប់នឹងនៅតែបន្តរហូតមកដ
ាល់ម្ដាយអ្នកមីងហើយនិងកូនកូនទាំង3របស់ពួកគាត់ចាពួកបញ្ហាគាត់ស្លាប់គាត់ស្លាប់ហើយនឹងដល់ពេលឈិនមកបានខ្ញុំក៏បានដឹងហើយនឹងបានឃើញរូបថតនឹងទៅបងស្រីនិយាយតាំងពី79មកនិយាយទៅថាគាត់ជីវភាពរបស់គាត់នោះគឺនិយាយទៅវាដុនដាបខ្លាំងខ្លាំងមែនតើថានិយាយទៅបើដល់ពីកូនរបស់គាត់ទៀតដល់តែថ្នាក់អត់បានរៀនទេខុសគ្មានថាអត់អត់ឪពុកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅមានតែខ្ញុំហើយនឹងបងខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងរកស៊ីក៏វាមិនបានដូចដូចឪពុកចិញ្ចឹមដែរអញ្ចឹងនិយាយថានិយាយរងថ្ងៃហ្នឹងនៃការទុកសោករបស់គាត់ទាំងកូនទាំងកូនកូនទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំឲ្យកដៅក៏នៃការទុកសោករហូតហើយកូនកូនក៏និយាយទៅថាបើសិនជាឪពុកវានៅមិនដឹងជាវាសុខចិត្តយ៉ាងណាទេហើយដល់ពេលឥឡូវនេះគឺវានិយាយថាវានឹងគ្មានឪពុកអញ្ចឹងវាថាវាស្ដាយណាស់ស្ដាយនឹងស្ដាយនឹងធ្វើមិនបានឪពុកវាបានត្រឡប់មកវិញវានិយាយវាស្ដាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងអញ្ចឹងនិយាយទៅថាទាំងអស់គ្នាគិតមិនមែនគិតអីដល់គិតតែស្ដាយមកជីវិតចឹងហ្មងហើយឯថាមិនដឹងថាមិនដឹងចរអីបានដែលមកជំនួសនឹងឪពុករបស់វាមានតែនិយាយថាមានការស្ដាយនឹងឯថាក្នុងពេលប្រឡាយក្នុងពេលអើយនោះមិនដឹងជាធ្វើបាបឪពុកវាយ៉ាងម៉េចខ្លាំងកាលពីជំនាន់ដែលយកឪពុកវាមកសម្លាប់នេះនឹងគេធ្វើបាបគាត់យ៉ាងម៉េចវានៅនិយាយថាការដល់កលគាត់មិនទាន់ឃើញរូបថតយំល្មមទេតតែពេលឃើញរូបថតវាកាន់តែនាំគ្នាយំទាំងអស់គ្នា3អ្នកបងប្អូនទាំងម្ដាយទាំងបងប្អូនហើយនិយាយទាំងបងប្អូននិយាយថាទាំងអ្នកស្រុកថែមទៀតឲ្យតែឃើញរូបថតនឹងគឺនាំគ្នាយំទាំងអស់គ្នាស្ដាយសំណោះទាំងអស់និយាយថាតាំងតាឆោជាធានឃុំជាត្រូវជាពួកម៉ាក់របស់គាត់ក៏គាត់ស្ដាយក៏យំស្ដាយដែរថ្ងៃមុនហ្នឹងគេទៅជួបគាត់ហ្នឹងក៏យំស្ដាយចំណោះណាគាត់ថាមិនគួរណាគេយកមកសម្លាប់គាត់ទេព្រោះមនុស្សគាត់ស្លូតអញ្ចឹងគាត់ស្លូតព្រោះឯងមិនដាល់ធ្វើនិយាយអីសម្ដីដាក់ធ្ងន់ដាក់ទៅលើណាម្នាក់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ស្ដាយទាំងកូនកូនក៏ស្ដាយហើយត្រូវនិយាយថាបើវេទនានោះវារាល់ថ្ងៃនោះគឺវេទនានោះមហាសែនវេទនាឯងខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សនិយាយថាម៉េចទៀតទេអត់ចេះអត់បើវេទនាពេកញ៉ែរងងាយក៏គ្មានមានផ្ទះនៅក៏គាត់នៅខ្ទមជាខ្ទមរបស់គាត់អរគុណអ្នកមីងលោកវិធានខ្ញុំសូមបញ្ចប់សំណួរត្រឹមនេះសូមអរគុណមកឥឡូវនេះដល់ម៉ោងធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំរះសម្រាប់ប្រកាសសម្រាប់ដល់20នាទីរហូតដល់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3អញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសម្រាប់ការហើយអ្នកដើមមនុស្សនេះអាចរកកន្លែងសម្រាប់នៅទីកន្លែងដើមហើយដល់ពេលម៉ោងកំណត់ចូលមកអង្គុយទីនេះវិញដើម្បីបន្តការពិភាក្សាដេញដោលបន្តទៀតសូមអញ្ជើញក្រុមចូល